Nhà chị ấy thì là nó có cơ bản, ví dụ nó phù hợp với cái lứa tuổi mình. Sáng thì 8 giờ mới mở cửa. Rồi còn tối thì 10 giờ thì đóng, thì lúc đấy cũng chưa có ai ngủ tối cả, ví dụ thế. Cho nên là rất hợp. Trên kênh em cũng có nhiều chú rất là hợp luôn, 70 mà cũng muốn hướng về nhà vợ nữa, chị chịu Nhưng mà phải góp gạo thổi cơm chung không? nhé. Lời đầu tiên mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào chị. Dạ vâng ạ, chào chào em ạ, chào mảnh ghép yêu thương. Rồi bây giờ chị chào quý vị khán giả trước Tôi xin chào tất cả khán giả trong và ha. ngoài nước. Tên tôi là Nguyễn Thị Thu Hoạ, Lệ Thu. Nguyễn Thị Thu, Lệ Thu. Nguyễn Lệ Thu. Nguyễn Lệ Thu. Quê quán ở Lâm Đồng. Chị Thu bao nhiêu tuổi? Chị năm nay là 59, sinh năm 64. Nguyễn Lệ Thu 59 tuổi đến từ Lâm Đồng. Dạ. Rồi để tiếp tục cuộc trò chuyện thì chương trình có một cái điều lệ ha. Thì ai chương trình cũng phải hỏi. Thì chị Lệ Thu nè, chị có quyền chấp nhận và cũng có quyền không chấp nhận. Chị có đồng ý cho mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội hay không? Có, chị đồng ý. Mọi thắc mắc khiếu nại của gia đình chị, con cái chị cũng như chính bản thân chị sau này bắt chương trình mảnh ghép yêu thương gỡ hoặc tháo bỏ video này xuống là không được. Đúng rồi ạ, chị biết rồi ạ. Chị Lệ Thu nè, chị phải chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Đúng ạ. Rồi tình trạng hôn nhân của chị Thu ra sao? Tình trạng của chị là chị có hai lần đờ, lần Không, bây trước giờ mình nói từng phần đi, cái hôn nhân đầu tiên của hôn chị nhân đó. đầu tiên đó thì là năm chị 22 tuổi, được hai đứa cháu gái thì chồng mất. Chồng mất à? Chồng mất rồi bao lâu chị mới đi bước Đến nữa? năm 26 tuổi thì gặp anh này, 26 tuổi thì gặp anh thứ hai. đi kinh tế cùng, cũng sống được khoảng ba mấy năm nhỉ. Gặp anh thứ hai sống khoảng được ba mươi mấy năm, có thêm cháu nào nữa không? Có hai cháu trai. Hai cháu trai nữa, tổng cộng hai hai anh là bốn bốn cháu. Đúng rồi ạ. Anh đầu tiên thì hai cháu gái, anh thứ hai là hai cháu trai. Rồi chia tay với ảnh năm nào? Ly thân 8 năm nay rồi. 8 năm nay, ly thân 8 năm nay Ly luôn. thân 8 năm mà lấy nhau thì không có đăng ký. Ừ. Rồi hai nghe vợ chồng mới thỏa thuận là kiểu là nói với anh là kiểu không hợp á, thì thôi thì chia tay, thì anh cũng đồng ý. Thì anh cho anh trả quyền là tự do, có nghĩa là không đăng ký, không ra tòa. Nhưng mà hai bên gia đình, hai vợ chồng thì dàn xếp cho nhau á, thì anh cũng trả tự do cho. Thì bữa nay lên mảnh ghép mà nhờ chương trình giúp đỡ cho nửa phần còn lại. Không hợp với nhau hả chị? Không hợp mà không có tiếng nói chung ấy, ý là nó không hợp khẩu nên vợ chồng thường xuyên cũng hay xảy ra mâu thuẫn. Thì ly thân là 8 năm nay rồi, chú Ở với cơ nhau 30 năm, ba mấy năm ạ. ba mươi mấy năm có hai cháu trai mà không có tiếng nói chung. Nếu có tiếng nói chung cỡ nhiêu đứa ta? Không, vẫn hai hai cháu thôi, nếu mà nói chung thì cũng hai cháu. Sao lúc mà chị phát hiện không có tiếng nói chung là khoảng bao lâu? Chắc là cũng cũng hơn chục năm nay đấy. Tóm Hơn lại chục là năm nay hả? vợ chồng nó không hòa Ồ. thuận lắm. Sao lúc đó mình không có tiếng nói chung mà mình vẫn chịu đựng như vậy sao? Thì chị ly thân anh rồi, bây giờ kiểu nói với anh là thôi đường anh ấy đi đấy, kiểu không hợp nhau thì cứ kiểu này thì thôi. Thì anh cũng đồng ý, đồng ý thì chị với anh là thỏa thuận thôi. Chị cũng anh cũng viết giấy cho là trả tự do cho mình, xong ra xã xin giấy độc thân đó.
Một anh thì mất, một anh thì không có tiếng nói chung. Đúng. Bây giờ phiêu lưu đi chuyến thứ ba nữa. Chuyến thứ ba này chị không ngán sao mà chị muốn đi cái chuyến thứ ba này nữa. Lần này là chắc luôn. Chắc là chắc luôn hả? Chắc luôn. Sao chắc được trời? Chắc đấy, mình nghĩ lần thứ ba không quá tam nữa. Có nghĩa là những cái xấu nó sẽ không đến với mình lần thứ ba nữa đúng không? Vì bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Hy vọng ha. Cũng hy vọng. Hy vọng mong manh. Nhưng mà cũng ráng cố gắng đánh đổi. Rồi chị Lệ Thu nè, cái tên rất là ca sĩ luôn. Tôi kêu tên chị tôi nhớ tới nữ ca sĩ Lệ Thu. Dạ. Chị có cái tên Na Ná giống vậy. Chị không có cảm thấy sợ hả? Thấy ngán hả? Lần này là tự tin lắm. Tự tin hả? Tự tin lắm. Từ hai lần rồi mà chị không vẫn không ngán. Quyết định. Quyết định chị lần ba nữa là chắc luôn á. Thử xem vận may có đến với cuộc đời mình lần thứ ba không? Trời nè chị Thu nè, khi chị đến đây, chị đến chương trình nè, các con của chị có biết không? Có ạ, các cháu thì hai đứa cháu gái là anh trước là ở ngoài Bắc, cháu có gia đình ngoài Bắc. Còn hai đứa con trai ở trong này là cháu đều có gia đình hết rồi. Quê gốc chị thì ở ngoài Bắc? Quê gốc là Ba Vì, Hà Nội. Ba Vì, Hà Nội. Chị vào Lâm Đồng lâu chưa? Vào từ năm 87 hả? 87 cũng khá lâu rồi. Năm đấy là đi kinh tế vào là cũng mấy chục năm rồi. Mới gặp anh này. Gặp anh này trong này. Đúng rồi, anh cũng đi kinh tế mà. Có nghĩa là người chồng trước thì ở ngoài Ba Vì. Ngoài Bắc. Là bị mất ở ngoài Ba Vì luôn. Còn chồng này cũng ngoài, cũng gần ngoài đấy cũng Ba Vì luôn nhưng mà kiểu khác xã thôi. Cũng gần ngoài đấy. Rồi hôm nay chị Thu nè, chị xem trên mấy cái video của Mảnh Ghép Yêu Thương đó, chị có cảm tình với anh nào không? Chị xem cũng được gần 2 tháng rồi. Tại vì có đứa bạn nó nói là chị Linh kết nối chương trình đó. Cũng theo dõi được gần 2 tháng thì cũng có cảm tình với 2-3 anh. Nhưng mà... Cảm tình tới 2-3 anh luôn. Cảm tình thôi. Cảm tình thôi, đúng rồi. Rồi trong khi đó nhiều khi mình chấm anh này anh đó không chịu, mình còn cái đúng anh rồi khác. Để cho người ta chấm mình. Thôi để cái vụ đó nói sau đi, đừng nói trên đây. Lát rồi ra nói với chương trình thì chương trình sắp đúng xếp rồi. Cho nói trên đây mình bị lộ với hại mình đó. Dạ vâng ạ. Rồi bây giờ cái tiêu chuẩn của chị đưa ra là chị muốn chương trình giúp chị tìm một cái mẫu người đàn ông như thế nào mới gọi là hợp với cuộc sống của chị. Tìm anh đó là thương yêu vợ con, rồi biết sống với ví dụ gia đình nhà vợ, rồi anh đấy thì không cờ bạc, còn rượu chè đó là thí dụ đi đám cưới đám hỏi thì cũng thoải mái. Có công việc gì thì cũng thoải mái, mà thường xuyên thì cũng ít đi. Còn thuốc lá hay là thì cũng bình thường, có nghĩa là giảm đi tại vì sức khỏe mình lớn rồi. Đúng rồi. Thì đấy là tùy các anh lo thì các anh giảm đi, chứ còn mình không cấm cản. Nhưng mà còn cờ bạc là mình cấm luôn đó. Còn cái rượu chè thì đi đám cưới, đám tiệc hay các gì thì cũng ăn uống thoải mái, nhưng mà về đừng có gây với vợ con chẳng hạn là được. Rồi ở ngoài Lâm Đồng đó là hiện thời chị ở nhà chị luôn hả? Chị có nhà. Có ở chung với các con chị không? Có một cháu út vẫn còn ở chung, nhưng mà chị vẫn thích ở anh nào kiểu là về bên chị. Tại vì bên chị nó có cơ sở làm ăn, nó thuận tiện cho kiểu hai lứa tuổi già. Còn bên chị cơ sở làm ăn, chị có thể cho mọi người biết. Chị mở tiệm nét á. Tiệm nét. Cho mấy cháu nhỏ chơi đó hả? Cho mấy cháu nhỏ, ngày thì các cháu chơi thì vui lắm, mà đêm nó về hết là buồn. Một mình cũng buồn lắm. Cái đó mà nếu mà có anh nào về đó thì quản lý cái tiệm nét đó cũng rất là nhẹ nhàng mà. Công việc là kiểu thuận tiện cho lứa tuổi già đó. Có thể bán thêm nước nôi rồi ăn uống. Thế đấy, vẫn làm đều đặn đó. Nói chung cái đó là đều đặn.
Rồi chị Thu nè, chị muốn tìm cái độ tuổi bao nhiêu mới thích hợp? Tìm là dưới mấy tuổi cũng được. Hồi nãy chị nói là chị bao nhiêu? 59 à. Rồi, 59. 59. Dưới mấy tuổi cũng được. Dưới tuổi chị cũng được. Mấy tuổi cũng được à. Mà ở trên thì 65 quay về. Ừ, 65 quay về. Quay về kỷ niệm lúc tuổi học sinh ha. Chị có thích hát không? Có. Ừ đó, ai? Em khoái nhất là cái chỗ mà có ai mà cái tên mà giống nữ ca sĩ Lệ Thu mà nói không hát là được là buồn lắm nha. Ai thì lên với chị thì là đến với chị thì chị thích hát karaoke. Ừ. Cũng vào 2-3 câu lạc bộ. Ừ, vào câu lạc bộ hát với nhau luôn. Hát mấy lần đúng rồi là toàn quốc. Toàn quốc luôn. Chị hát tầm 2 tiếng quay về. Chị đạt giải mấy? Từ từ chị hát đạt giải mấy? Nhạc đó hả? Ừ. Giải vàng thôi. Giải vàng luôn hả? Chắc đứng thứ nhất không ai dám đứng thứ hai hả? Hay là đứng thứ hai, chắc đứng thứ hai không ai dám đứng nhất hả sao? Không, chị cũng không hay đâu nhưng mà ý là hay hát á, thích đam mê. Chị thích hát nhạc đỏ không? Có biết hát nhạc đỏ không? Không biết hả? Hay là chị thích nhạc bolero hả? Nhạc bolero đó, nhạc vàng bolero phải không nhỉ? Rồi chị thích nhất là nữ ca sĩ nào? Ca sĩ thì mình thích nhất Phi Nhung nhưng mà Phi Nhung không hát được như Phi Nhung đâu. Ừ. Là thích thì thích thôi chứ hát không thích được. Ừ, thích nghe đi hiếc, còn mình hát là thường nhạc vàng, nhạc viết thí dụ thế. Ừ, nhạc vàng mà chị ơi. Tuổi. Bây giờ không nói ca sĩ nữa, chị thích hát nhạc vàng. Nhưng mà chị bài nhạc vàng nào chị tâm đắc nhất? Cũng nhiều bài lắm nhưng mà thuộc thì ít á. Nhìn là điện thoại thì hát được nhưng mà còn thuộc thì có mấy bản thôi. Không, thì biết cái bài nào chị thuộc mà chị tâm đắc nhất? Bài Lỡ hẹn với dòng sông Lam. Ủa, cái bài đó hay lắm nha, Lỡ hẹn với dòng sông Lam. Cái này và giọng chị nữa là đúng chất luôn. Đâu bây giờ chị tặng cho quý vị khán giả, cũng như tặng cho chương trình nè. Rồi tặng luôn cho người yêu sắp đến với cuộc đời mình nữa các bạn. Lỡ hẹn với dòng sông Lam, xin mời. Sợ có khi nó không thuộc lắm thì chạy đi, thì có thì giống như chị nói gì đó, hát hay không bằng hay hát. Cũng hay hát nhưng mà hát thì không hay đâu. Trời cãi đó, miễn sao hát được. Người khen thì chắc cũng được 60% thôi. Trời ơi, vậy khiêm tốn dễ sợ luôn. Rồi, Lỗi hẹn với dòng sông Lam, bản này hay lắm, em thích nghe bản này nè. Rồi mời chị. Dạ vâng. Mấy chiều làng bàng soi bóng nước, một chiếc thuyền nan vội vã trở về sông Lam, một dải xanh như ngọc vời vợi mắt nai buồn tê tái. Xa xa mây phủ non hồng linh, đá vàng hoa cải nở bên sông. Cô hát dặn thương vương sóng nước, đò đầy đò vải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, dặn hơn chi giữa bên sông buồn. Anh lò ngò lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phai nở. Em xuống bên đò em về bên nữa, nước mắt nhạt nhòa theo mái chiều buông. Từ độ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò mà sang ngang. Hay quá. Yeah. Cảm ơn chị Thu với Lỗi hẹn với dòng sông Lam. Em đi lấy chồng đó, hôm nay là chị đi lấy chồng nè, chuẩn bị. Lỗi hẹn với dòng sông. Là còn phần nửa đời đấy thì thôi, anh nào mà có thương thì thôi thì kiểu về với chị, cuộc sống của chị thì nó ổn định. Thì thôi thì góp gạo thổi cơm chung. Còn nếu mà về đấy thì chị con đứa cháu út nó còn ở đấy á. Thì về đó thì xếp sắp bàn tính thì cho cháu nó ra nó ở riêng, nó cũng đồng ý mà. Chị còn đất không? Chị còn đất thì đồng vợ nó cho mấy. Chị còn đất rộng không? Đất đồng vợ nó cho nhiều. Đất nhiều lắm hả?
Không, đất thì chị không có, nhưng mà cháu nó đi lấy vợ á, đằng gia đình nhà vợ nó có đất. Gia đình nhà vợ cho đất ha. Có cho, thì cháu nó cũng đồng ý, nó bảo đấy là tùy mẹ chứ. Bây giờ bố mẹ chẳng hợp nhau thì chỉ đến với nhau thôi. Thì con dọn đi thôi. Còn còn cháu dường cho bố mẹ luôn. Đúng rồi, cháu lớn. Đúng rồi. Cũng nếu thoải mái mà nhà đúng nó. Rồi, nếu mà mẹ thích dẫn bố về thì con để cho bố mẹ nhà ở con đi thì thôi. Tuy nó cũng không là lớn, nhà cấp 4 thôi, nhưng mà nói chung hai ông bà lại thoải mái sống. Bây giờ có cái nhà cấp 4 cũng là quý rồi chị. Chứ đó, đòi hỏi nó nằm ở ngã ba, mình mở tiệm mở quán nó tiện lắm. Ngay đường lớn luôn chị ha. Nói chung là cũng ổn nếu mà hai ông bà. Rồi. Cái ca này có lý nè. Ca này là mấy anh sẽ liên lạc luôn. 59 tuổi mà chị trẻ hơn tuổi. Có lẽ chắc chị ưa hát karaoke, vô câu lạc bộ nên nó trẻ ha. Hay hát lắm, nếu mà anh nào hay hát là về là hợp đó. Kiểu là ông chung quán thì bà hát, bà chung quán thì ông hát đó. Có lý. Để chương trình tụi em nghiên cứu thử coi có cái anh nào mà giống như chị nói không. Chị đi rồi lúc mấy giờ? Chị đi lúc 2 giờ. 2 giờ sáng? 2 giờ là đi xe đêm đó, giường nằm nó xuống bên xe miền Tây thì đi xe buýt bên đây. Động lực ghê ha. Từ ở ngoài vào đây coi khoảng đi tìm người yêu cố gắng. Hơn 300 km, hơn 300 cây số. Chắc vậy thế. Mà trong người nó rạo đực hay sao chị? Coi cũng gần 2 tháng nay nói chung là thấy cũng ấn tượng. Hai ba anh là kiểu hướng muốn về bên vợ. Ví dụ các anh cũng sắp chuẩn bị làm nhà muốn hướng về bên vợ thì đấy là mình ấn tượng hai ba anh đó. Ấn tượng hai ba anh hướng về vợ ha. Đúng rồi ạ. Em thấy trên kênh anh, trên kênh của em nhiều anh như vậy đó. Nhiều anh có cái hướng về nhà vợ dữ lắm. Tại vì nhà chị thì là nó có cơ bản. Ví dụ nó phù hợp với cái lứa tuổi mình. Sáng thì 8 giờ mới mở cửa. Rồi còn tối thì 10 giờ thì đóng. Thì lúc đấy cũng chưa có ai ngủ tối cả. Ví dụ thế. Cho nên là rất hợp. Trên kênh em cũng có nhiều chú rất là hợp luôn. 70 mà cũng muốn hướng về nhà vợ nữa chị chịu. Nhưng mà phải góp gạo thổi cơm chung nhé. Góp gạo thổi cơm chung. Đúng rồi, nói giỡn, nói đùa vui thôi chứ cũng phải kiếm cái tuổi nó ngang ngang mình hoặc là nhỏ hơn xí ha. Thì nhỏ hơn tí là cũng ấn tượng, cái anh đó cũng kém mình mấy tuổi. Đấy là mình ấn tượng thôi, chứ còn đấy là để cho họ chọn mình. Đúng rồi. Chứ còn mình chọn người ta, những người ta chẳng đồng ý thì sao. Nhiều khi mình chọn người ta, ta không đồng ý thì cũng kỳ kỳ ha. Đúng rồi. Thế nó cũng ngại ngại. Cái đó lát chị ra chị nói với mấy đứa em dưới đây nè. Đúng rồi. Nó sắp xếp cho chị ha. Rồi bây giờ chị còn có cái lời nói gì nữa không? Hay là có một cái ý gì để gửi đến mấy cái anh mà chị đang ấn tượng đó? Rồi, bây giờ nói đi. Thì em gửi đến mấy anh mà em cũng hướng về mấy anh đó. Nếu mà anh đó có thấy em ghi hình trên đây mà thấy cảm tình thì gọi điện cho chương trình. Đúng. Rồi kết nối cho em thì cũng một lần nữa trở lên gặp mặt. Phải lên đây lần nữa đó. Có. Chịu đi không? Có chứ. Đi liền đi, ha. Đi. Hồi sáng này là thức 2 giờ khuya phải không? 2 giờ sáng đúng không? 2 giờ sáng đi. Mai mốt 12 giờ đi sớm một chút. Đúng rồi. Đừng cho nó háo hức đặng. Đúng ạ. 12 giờ nha. Xuống đây sớm rồi tôi mới làm ấy chứ mà xuống trễ trễ tôi không làm đâu. Rồi. Nhớ ha. Rồi còn nói gì nữa không? Thì thôi thì chỉ có bữa nay lên đây nói nhiều nhiều chút đi, nói ngắn nói biết nhiều thôi, hoặc là nói thì thôi anh nào mà thấy hình ảnh này thì gọi cho chương trình. Còn điểm mạnh là kiểu là thích hát karaoke rồi cũng tự tin. Cuộc sống. Còn điểm yếu thì cũng hay buồn. Hay buồn hả? Hay buồn. Cũng buồn, buồn là buồn đêm chứ. Nằm thì kiểu nghĩ cứ như là đông tây nó chán. Có nghĩa là nhiều khi tiếng mưa rơi lập bộp lập bộp. Đúng rồi đấy. Ếch nhái nó kêu. Nghe nó trong lòng nó buồn thảm hay sao? Hả? Trong lòng nó buồn ha. Buồn về
kiểu như thiếu thiếu cái gì đó. Đang như thiếu thiếu cái gì mà nói không được. Đúng rồi. Điểm mạnh là phát huy, điểm yếu là hay buồn. Có hay hờn mát không? Hay cái gì ạ? Hay hờn mát hay giận hờn á? Không, nói chung là bây giờ lớn tuổi rồi thì cũng gọi là sống thoáng một chút. Đấy, ví dụ như anh đấy cũng vậy, thì về thôi, hai vợ chồng rồi thì sớm tối có nhau, ví dụ có chuyện gì thì bảo nhau. Bây giờ già rồi thì thôi thì chắc không như ngày xưa. Lớp trẻ thì người ta còn cãi cọ, còn mình ví dụ không vừa ý thì nói nhau thôi, chứ còn nói chuyện với nhau cho nó đàng hoàng chút, vậy là được. Rồi, sau khi các anh mà nhất là hai ba anh đang trong tầm ngắm của chị Lệ Thu thì nghe và xem được cái video này thì hãy nhanh tay lên bắt điện thoại gọi ngay tới số chương trình, thì chương trình sẽ sắp xếp cho anh chị đến ngồi trên ghế đóng này một lần nữa ha. Rồi để anh chị có vài mươi phút trò chuyện để mình xem có cái gì đồng cảm ha, tìm ra cái điểm chung gì đó không, rồi ra ngoài tự cho số về mình liên lạc. Đúng rồi. Nhưng mà nhớ nha, liên lạc mà bên nào mà đề cập tới tiền là lập tức ngưng ngay nha. Vâng ạ, biết rồi ạ. Không tiếp tục nữa mà báo cho chương trình biết ha. Dạ. Rồi chương trình cũng chân thành cảm ơn chị Thu đã không quản đường xá xa xôi, rất là nhiệt tình luôn, thức lúc 2 giờ sáng đó, để bắt xe vượt hơn 300 km đến với mảnh ghép yêu thương, để nhờ mảnh ghép yêu thương tìm cho mình nửa mảnh còn lại. Mảnh ghép yêu thương cũng cầu chúc chị sớm ngày đạt được như sở nguyện ha, để có được cái hạnh phúc đến cuối cái quãng đời còn lại. Rồi bây giờ chị chào quý vị khán giả để chị em mình kết thúc nè. Vâng, thôi em chào tất cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Thì nếu em nói cái gì không đúng thì cũng đừng có bình luận trái chiều. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị trong các em trong mảnh ghép yêu thương. Thì kết nối cho chị được thì chị cảm ơn. Rồi chị không biết nói gì nữa thì thôi chị chào khán giả, chào các em. Bảo đảm chị lên không ai ném một cục đá nào ráo á. Chỉ có lời khen chị thôi. Em dám chắc là không ai ném đá chị đấy, đâu. Chị chỉ có bánh yêu, muốn nói bánh yêu thôi. Nếu mà anh nào hướng về chị là tốt nhất, còn chị không muốn đi. Tại chị biết sao không? Không muốn đi bên trong. Tại vì chị đến với chương trình, chị đem theo lỗi hẹn với dòng sông Lam. Sẽ không ai ném đá chị hết. Em bảo đảm chị luôn. Toàn là lời khen. Rồi bây giờ trước khi kết thúc chương trình mảnh ghép yêu thương, cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn.